Toàn tỉnh đang có tổng đàn gia súc 607.000 con và đàn gia cầm là hơn 5 triệu con. Để bảo vệ an toàn cho đàn vật nuôi khi thời tiết chuyển lạnh, người chăn nuôi cần chú trọng phòng chống dịch bệnh. Theo khuyến cáo của ngành chuyên môn, ngoài việc tiêm vaccine phòng bệnh định kỳ, phải tiêm phòng bổ sung khi tái đàn. Khi phát hiện dịch bệnh, phải thông báo ngay cho cơ quan chức năng kịp thời xử lý, không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng. Cùng với đó, người chăn nuôi cần cập nhật thông tin tình hình dịch bệnh, nhập con giống rõ nguồn gốc, không nên tăng đàn ổ ạt đồng thời thực hiện nghiêm quy trình vệ sinh chuồng trại tiến hành tiêu độc khử trùng chuồng trại kiểm soát người phương tiện ra vào khu vực chăn nuôi thường xuyên bổ sung các chất dinh dưỡng cần thiết vào khẩu phần ăn cho vật nuôi khi thời tiết chuyển lạnh